Hôm nay thì Nam cũng đang ghé lại miếng vườn sầu riêng. Thì miếng vườn sầu riêng này thì Nam cũng phục hồi lại. Thì thành quả là ngày hôm nay là cây nó đã đủ bộ lá hết trơn nữa quý con. Thì vườn này thì của ông chú Bảy nha. Vườn này của chú Bảy. Thì vườn chú Bảy thì đợt trước thì chú Bảy cây nó si quá. Thì chú Bảy có nhờ bên Nam hỗ trợ kỹ thuật cho chú Bảy để phục hồi cây, dưỡng cây. Thì thành quả là như ngày hôm nay thì cây nó đã đủ bộ lá. Thì giai đoạn tiếp theo đây thì Nam sẽ tiến hành là gì, thúc cho nó ra thêm một cơ đọt nữa, thì Nam sẽ tiến hành xử lý làm bông cho vườn chú Bảy nha quý con. Thì vườn này thì chú Bảy cũng rơi vào tầm khoảng đâu đó cũng khoảng bốn năm mấy năm năm gì đó. Thì cây do là ngày trước là chú Bảy có trồng mít ở trong đó, chính giữa bên bìa, thì cái cây nó cũng gọi là nó hơi bị lép tàn lắm. Thì hôm nay thì Nam vô Nam sửa sang này nọ lại thì tất tần tật cũng rơi vào tầm khoảng mấy tháng rồi, thì thành quả là cây nó đã phát triển lại rồi. Thì hôm nay thì Nam sẽ thúc cho nó ra một cơ nữa là xong, là bắt đầu Nam sẽ xử lý làm bông. Thì cái cách để thúc cơ như thế nào và lấy cái cơ đọt cuối cùng như thế nào để cho cái cây nó được khỏe để chúng ta xử lý làm bông, thì cái cơ mà để xử lý làm bông là cái cơ đó rất là quan trọng quý con. Thì tại sao Nam nói dùng từ quan trọng, thì ở đây thì quý con nông dân biết nè, những cái cơ đọt này thì cái cơ đọt này nè, cái cơ đọt này nó rất là quan trọng. Nếu mà trường hợp mà chúng ta thúc cho nó ra nó được mập, cái cơ đọt nó được mập đó, thì khi mà chúng ta xử lý làm bông thì nó sẽ có cái được cái bộ lá nó khỏe, bộ lá nó khỏe. Như hiện tại giờ cây này nó đang hé lưỡi giáo ra, nó muốn hình thành ra cái cặp lá kép luôn quý con. Đây thì giai đoạn này thì Nam sẽ cho tiến hành là gì, trước đây là tầm khoảng một tuần lễ trước rồi thì Nam cũng đã cho tiến hành là rải phân hữu cơ. Rải phân hữu cơ ở đây á thì Nam sẽ cho ưu tiên đó là rải phân hữu cơ quả cầu lửa, quả cầu lửa 068 đó, quả cầu lửa 068. Thì theo như công thức mà Nam rải cho vườn sầu riêng này á là 5 bao quả cầu lửa 068, 5 cộng với một bao bu mát sa băng, 5 cộng với một bao bu mát sa băng, thì 5 bao quả cầu lửa 068 nha quý con, trộn với một bao bu mát sa băng, thì Nam sẽ trộn đều lại với nhau. Nam rải một gốc tầm khoảng từ 4 cho đến 5 kg tùy theo cây, đường kính tán của cái cây mà chúng ta rải cho nó phù hợp nha. Thì cái bao bu mát sa băng này thì anh em có hỏi Nam là cái bao bu mát sa băng này nó là cái gì. Ngày hôm nay thì đây Nam cũng chia sẻ luôn thành phần bao bu mát sa băng này. Thật chắc nên gọi nó là tên là bu mát sa băng, nhưng mà thành phần của nó là chung quy lượng nha quý con, như chẳng hạn là bo nè, canxi nè, đồng, kẽm, sắt, mangan, molybdenum đen, nói chung là nó sẽ đầy đủ silic, nó bổ sung silic, canxi nè, đó đầy đủ hết toàn bộ. Đây mà được cái là thằng này là dạng chelate. Chelate là sao? Chelate là cây nó sẽ hấp thu nhanh và nó tăng cường cái chung quy lượng cho cái cây trồng của chúng ta. Cái nhất, cái thứ hai nữa là nó sẽ nhằm mục đích là gì? Nó giúp cho các loại cây trồng là gì? Cải tạo đất nè, hạ phèn, ngọt dại độc hữu cơ, ra rễ cực mạnh, đâm chồi mạnh, đẻ nhánh mạnh. Đó, rồi giảm rụng trái, rụng sinh lý. Đó, làm cứng cái thành vách của tế bào đó. Như chẳng hạn là Nam cũng chia sẻ ngoài lề một chút, như anh em nào mà có trồng chanh đó thì thường á, nếu mà trường hợp mà cây chanh mà nó rụng sinh lý đúng không, giai đoạn rụng sinh lý mà chúng ta giảm cái tỷ lệ rụng sinh lý tối đa luôn đúng không, thì Nam cho lấy cái bao bu mát sa băng này nè, Nam cộng với cái hằng humic, Nam tứ ở dưới gốc chanh luôn. Khi mà cái quá trình mà nó vừa xả nhị xong thì Nam cộng để cho nó giảm cái vấn đề là gì, rụng sinh lý. Thì cái vấn đề đó là bên cây chanh, còn về bên hữu, bên cái cây sầu riêng thì ở đây thì Nam sẽ ưu tiên sử dụng đó là hai dòng sản phẩm, đó là cái sản phẩm quả cầu lửa 068 cộng với cái bu mát sa băng theo tỷ lệ là 5 cộng 1 nha quý con. Thì ở đây thì Nam cũng có chia sẻ với tất cả quý con nông dân mình về một cái vấn đề ngoài luồng một chút nha. Thì hiện tại giờ á là hổng rày rất là nhiều bà con nông dân phản hồi về cho Nam, hỏi Nam là bên công ty của bên Nam á là Bio Sa Băng á có làm ra cái sản phẩm nào mà hữu cơ khác không. Thì ở đây thì Nam chia sẻ với tất cả quý con nông dân của chúng ta là về hữu cơ bên Nam chỉ có hai dòng, đó là quả cầu lửa 007 và quả cầu lửa 068 nha. Quý bà con nông dân của chúng ta khi mà mua một cái sản phẩm của bên Nam á sẽ nhận diện đầu tiên nhất đó là cái logo. Cái logo của bên Nam, đây là cái logo màu tròn màu cam, hình tròn màu cam, màu cam, logo quả cầu lửa của bên Nam. Và bên hông bên đây là nó có chữ new. Chữ new là gì? Là sản phẩm mới nha quý con. Chữ new. Ở dưới đây là cái mẫu bao của bên Nam là để chữ là gì? Quả cầu lửa 068 hoặc là quả cầu lửa 007.
thì quý con nông dân của chúng ta cứ mua thì cứ nhận dạng dùm cho Nam. Cái tiếp theo nữa là cái gì? Công ty độc quyền phân phối Việt Nam, công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Bio Sa Băng, địa chỉ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại đó, đây hệ thống quạt quá quy sinh 4.0. rồi thì ở đây thì Nam cũng chia sẻ là gì, tại vì hổm rày đây là rất là nhiều bà con nông dân của chúng ta đang mua một cái sản phẩm gọi là hiện tại giờ những cái đơn vị họ đang làm theo giống cái mẫu bao này để đánh vào cái hình thức là bà con nông dân của chúng ta, là có nghĩa là nhìn vô mẫu bao nó ná nhau, bà con nông dân chúng ta lầm tưởng để mua gì chúng ta xài. Thì tại sao Nam muốn chia sẻ là gì? Tại vì khi mà chúng ta bỏ cái số tiền ra chúng ta mua thì cần cái chất lượng. Còn nhiều khi ví dụ như chúng ta cũng phải mua cái giá tiền như vậy, nhiều khi cái bao kia với cái bao này nó cũng giống nhau, mà nhiều khi cái thành phần ở trong hoặc là trong cái ruột này nó quý con, cái ruột trong đây nó khác hoàn toàn. Tại sao? Tại vì bên Nam là cái hữu cơ, dạng là hữu cơ vi sinh. Như quý con nông dân mình thấy rõ ràng đây là ba chủng vi sinh nè, là vi sinh cố định đạm, vi sinh phân giải lăng, vi sinh phân giải cellulose đó. Thì ba loại vi sinh, trong đó là thành phần hữu cơ là 15%, đạm nitrogen là 2.5%, lăng là B2O5 là 2.5%, trong đó là bổ sung thêm đồng và kẽm cho cây trồng của chúng ta đó, là hạn chế cái vấn đề nấm bệnh. Với hai nữa là gì, kẽm nó giúp cho cái cây của chúng ta nó xanh. Thì ở đây là gì, Nam muốn chia sẻ là nhằm mục đích là gỡ đến tất cả những bà con nông dân chúng ta, khi mà chúng ta mua một cái sản phẩm gì chúng ta xài thì nó phải đúng về cái chất lượng, đúng về cái mẫu mã của công ty, thì chúng ta mua gì chúng ta xài dùm cho Nam. Thì hổm rày á thì cũng rất là nhiều bà con nông dân phản hồi về cho Nam là Nam ơi, sản phẩm này sao anh thấy cũng giống công ty cưng, nhưng mà thật chất em xin thưa tất cả quý con nông dân chúng ta, bên công ty em chỉ có hai dòng sản phẩm chính, đó là hữu cơ quả cầu lửa 007 và hữu cơ quả cầu lửa 068 đó. Thì quý con nông dân chúng ta phải nhớ dùm cho Nam về cái vấn đề mà khi chúng ta mua sản phẩm để chúng ta xài cho nó hiệu quả. Coi về cái vấn đề sầu riêng á, là khi mà gãy phân xong rồi quý con, thì Nam sẽ tiến hành là cho tưới cái dòng xô, đó là cái xô ra rễ giọt đọt sầu cộng với cái gói năng pH đất. Thì hiện tại về quý con nông dân mình thấy mùa mưa tới rồi, mùa mưa thì lúc mà mùa mưa độ ẩm nó cao và nấm bệnh nó sẽ phát triển rất là nhanh luôn. Tại sao mà thường là gãy phân xong rồi thì khoảng 4 ngày sau là Nam thường là Nam sẽ cho tưới kích rễ lại, nhằm mục đích là gì, khi mà độ ẩm nó cao quá rễ của chúng ta nó thường nó hay bị nghẹn đi, nó chậm phát triển đi, thì dẫn đến tình trạng là cây của chúng ta dễ bị nấm nó sẽ xâm nhập vào. Thành ra là thường là Nam gãy phân xong rồi 4 ngày sau cứ kích rễ liền, nhưng mà mùa này Nam cộng vào cái gói năng pH đất nữa quý con. Năng pH đất nhằm mục đích là gì, cho nó tăng cường, nó tăng cái độ pH đất lên để cho cây trồng của chúng ta nó phát triển vào cái tháng mùa mưa. pH đất mà giảm xuống là điều kiện để cho những cái bào tử nấm và vi khuẩn nó sẽ tấn công vào cái hệ rễ của cái cây sầu riêng của chúng ta. Thì khi mà chúng ta gãy phân xong rồi 4 ngày sau tưới lại dùm cho Nam. Khi mà tưới xong rồi thì bắt đầu là hiệu quả là bắt đầu là khoảng 7 đến 10 ngày sau, thì quý bà con nông dân của chúng ta sẽ thấy những cái cặp lá kép nó mở ra như thế này và hình cái lưỡi giáo nó sẽ mở ra, nó sáng lên. Thì giai đoạn này bắt đầu chúng ta sẽ phun kéo đọt dùm cho Nam. Phun kéo đọt thì ở đây thì giai đoạn này thường Nam sẽ cho phun là những cái dòng gọi là kích thích sinh trưởng, như chẳng hạn là giọt đọt sầu riêng nè, bo canxi magie kẽm nè, dưới chai amino combi 79, dưới thuốc sâu, thuốc gầy. Thì thuốc sâu thì ở bên công ty Nam thì có cái chai sâu 068 cộng với cái gói gầy của bên Nam. Thì bên Nam cũng làm ra những cái dòng sản phẩm để phục vụ cho tất cả quý con nông dân của chúng ta. Về cái gói gầy đó là gầy gốc hoạt chất là Catap 95%. Thì muốn gửi đến tất cả quý con nông dân chúng ta, thì chúng ta xịt thì định kỳ thôi. Thì nói chung là giai đoạn này mùa mưa rồi, mùa mưa thì chúng ta cứ định kỳ khoảng 7 ngày hoặc là 8 ngày hoặc là 6 ngày không chừng. Nếu mà trường hợp chờ nắng thì chúng ta cứ xịt dưỡng đọt bình thường, đừng có để cho gầy nó gây hại. Nếu mà trường hợp sầu riêng mà cái cơ quyết liệt này, là có nghĩa là tại sao mà Nam dùng là cái cơ quyết liệt, tại vì cái cơ này là cái cơ quyết định để chúng ta xử lý làm bông. Rồi khi mà chúng ta xịt giá, khi mà chúng ta gãy phân xong rồi nè, tưới kích gãy xong rồi thì khoảng 10 ngày sau Nam sẽ dặm thêm một cử 20-20-15 cộng với DB nó nghe quý con, theo như tỷ lệ là 1-1 ở đây là gì, có nghĩa là 200g 20-20-15 cộng với 200g thằng DB, thì Nam trộn đều lại nhau, Nam gãy cho một gốc này là tầm khoảng từ 400g cho một gốc này. Thì 10 ngày sau khi gãy hữu cơ quý con, để thúc cho cái cơ đọt quyết liệt này để cho nó phát triển được nhanh lên, thì cái cơ đọt này nó mập, lá nó bự, thì khi mà mình xử lý làm bông thì cây của chúng ta
là nó sẽ không bị mất cái nguồn năng suất nha. Với hai nữa không ảnh hưởng về sức khỏe của cái cây trồng của chúng ta. Thì ở đó là cái cách mà để chúng ta chăm sóc cái cây sầu riêng vào cái cơ đọt cuối cùng để chúng ta xử lý làm bông nữa các con. Tại vì cái cơ cuối cùng này là cái cơ quyết định là gọi là sự đồng loạt trên vườn hay không, và đọt nó mập hay không, lá nó bự hay không, để sau này chúng ta xử lý làm bông, cây của chúng ta nó không bị mất sức. Như quý con nông dân mình thấy không, hiện tại giờ nè, anh em đi tác nghiệp mà bầu trời nè cầm mưu hết trơn đó. Đây quý con nông dân mình xem nè, cây ra đó, rồi trời ơi. Đây vườn này thì vườn này của chú Bảy, thì thường thường á thì chú Bảy cũng đi làm xa. Vườn này là chú Bảy đi làm xa thì Nam cũng thường là cỡ khoảng 7 đến 10 ngày, thì trong phạm vi đó thì Nam sẽ vô, Nam sẽ xem vườn rồi coi vườn như thế nào, thì Nam sẽ điện cho chú Bảy hay. Ở dụ như chú Bảy ơi, vườn chú sao gì đó. Đây chú Bảy thì không có ở vườn, trực tiếp ở vườn. Đây vườn này thì chú Bảy cứ phán cho Nam luôn đó nghe. Con cứ vô con coi bình thường đi, gần sau thì cứ nói chú. Đó tại vì chú Bảy thì cũng ở đang hiện tại giờ chú cũng đang ở ngoài Đồng Nai. Thì chú cũng đang làm việc ở ngoài Đồng Nai. Thì chú cứ lâu lâu khoảng 10-20 ngày đó chú mới diện lần. Thì ở đây thì Nam sẵn tiện đây thì Nam gửi đến đoạn clip này, gửi đến chú Bảy luôn. Thì chú Bảy xem giùm con. Thì hiện tại giờ cây thì con thấy đã phát triển ok rồi. Thì cơ đọt này con thúc cơ đọt này ra quyết liệt ra. Thì nó sẽ tiến hành là mình sẽ đẻ chú Bảy ơi, cho đẻ nha. Tại giai đoạn này hết chịu nổi chú Bảy ơi. Thôi thì nói chung là chiều rồi, thì cũng trời chuyển mưa rồi. Thì Nam cũng kết thúc video tại đây. Cũng cảm ơn tất cả quý con nông dân của chúng ta trong thời gian vừa qua cũng đã đăng ký kênh ủng hộ giùm cho Nam. Mọi thắc mắc thì hãy liên hệ vào số điện thoại bên Nam. Bên Nam sẽ xuống hỗ trợ trực tiếp tại vườn cho quý con nông dân mình về cái cách mà phục hồi cây, dưỡng cây, làm bông, rồi nuôi bông, nuôi trái luôn nha quý con. Thì trên cái cây sầu riêng. Thì Nam kính chào tạm biệt tất cả quý con nha.